Hoàng Yến rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Tình Khúc Vượt Thời Gian của đài truyền hình VanTV Houston 55.2. Thưa quý vị, không gì đẹp và yên bình bằng những buổi chiều quê khi tắt nắng. Dọc con đê làng, các bác nông dân dắt trâu thư thái thật trở về nhà sau một ngày vất vả. Bác lái đò gác mái để bóng con đò đứng lặng trên bến đậu. Có lẽ ai cũng có một tuổi thơ, đó là quê hương. Có xa quê mới thấy quê mình là đẹp. Càng yêu quê hương và nhớ thương da diết khi nghe bài ca vọng cổ Xin trả tôi về. Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre vàng, bờ lúa sát ven đê, dòng sông trôi lững lờ, rung vầng trăng soi bóng mờ, chuỗi ngày đẹp và thơ Xin trả tôi về. Và hôm nay, mời quý vị cùng về với không gian âm nhạc nhiều niềm thương nỗi nhớ với chủ đề Tình quê. Hãy subscribe.
Con nước ròng rồi con nước lớn, đẹp làm sao hình ảnh quê hương với những người nông dân hiền hòa chất phác, đẹp làm sao lũy tre, hàng dừa, bến nước. Với Hoàng Yến cũng như quý vị những người con xa quê, mỗi khi những hình ảnh này xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua, cũng khiến nỗi nhớ trỗi dậy đến nao lòng. Sau đây, mời quý vị cùng ngắm nhìn và ca ngợi vẻ đẹp quê hương với ca sĩ Giáng Tin, ông một sáng tác của nhạc sĩ Thâm Sơn, ngợi ca quê hương em. Thay cho nụ cười tình yêu đó
Mỗi vùng đất của quê hương chúng ta đều có những vẻ đẹp riêng. Và với những người con lớn lên trong miền ký ức đẹp như thế, thì dù ở đâu cũng không thể nào làm sao quên được. Trước khi tiếp tục đến với những nét đẹp ấy, xin quý vị vẫn giữ màn hình của VTV. Hoàng Yến sẽ trở lại sau ít phút dành cho thông tin thương mại.